Năm 2022, huyện Yên Khánh có 3 xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao, hơn 60 thôn xóm đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, các đơn vị đã cơ bản hoàn thiện các tiêu chí. 3 địa phương đăng ký xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đó là Khánh Mậu, Khánh Thủy và Khánh Công. Đây đều là những xã có xuất phát điểm thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Nhận thức rõ xây dựng nông thôn mới là cơ hội thuận lợi để bứt phá vươn lên. Do vậy, các địa phương đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện, đồng thời tranh thủ các nguồn lực đầu tư để thực hiện các tiêu chí. Từ nông thôn mới lên nông thôn mới nâng cao là một trong những cái bước để từng bước là cải thiện đời sống của nhân dân và nâng cao đời sống của nhân dân. Do đó thì sau khi về đích nông thôn mới thì cũng đảng bộ và chính quyền và nhân dân cũng lại bắt tay là nâng cấp các cái tiêu chí này được củng cố nó vững chắc lên để tiếp tục phục vụ cho cái việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đến thời điểm này, cơ sở hạ tầng tại 3 địa phương đã được xây dựng khang trang, đẹp đẽ. 100% các tuyến đường trục liên xã, liên thôn được nhựa hóa và đổ bê tông kiên cố, đảm bảo theo đúng tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhân dân cũng đã hiến đất ngày công tiền của để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao ngõ xóm. Bên cạnh đó, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xây dựng các tuyến đường hoa, đường cây, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Đến nay, 3 xã đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Phong trào xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu cũng được nhân rộng, tạo động lực thi đua giữa các thôn xóm. Đây cũng là một trong những tiêu chí trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Đối với khu dân cư xóm 5 chúng tôi thì thực hiện như vậy là chung cùng với lại xã để góp phần thành công cho cái mục tiêu đó. Thì đối với các khu dân cư thì chúng tôi tuyên truyền vận động nhân dân. Thứ nhất là từ trong chi bộ cho đến như vậy là các cái đoàn thể trong xóm và toàn thể nhân dân có những cái kế hoạch cụ thể trong từng năm, từng quý, từng tháng. Yên Khánh phấn đấu năm 2023 sẽ đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. Để đạt được mục tiêu này đòi hỏi phải có ít nhất 50% số xã đạt nông thôn mới nâng cao. Do đó, thời gian qua, huyện đã tập trung tạo mọi điều kiện tốt nhất, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các xã trong quá trình triển khai thực hiện, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Cho đến thời điểm hiện tại, thì qua rà soát 19 tiêu chí, thì tất cả các xã đã hoàn thành các cái tiêu chí. Chúng tôi đang chỉ đạo tích cực để chuẩn bị cho cái việc đón đoàn của tỉnh về công nhận đối với 3 xã Khánh Mậu, Khánh Thủy và Khánh Công. Trên tinh thần tập trung lãnh đạo chỉ đạo xác định mục tiêu là xây dựng nông thôn mới là chỉ có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc. Huyện Yên Khánh có 18 xã và 1 thị trấn, hiện nay đã có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Dự kiến 3 xã Khánh Mậu, Khánh Thủy, Khánh Công sẽ được công nhận xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay. Như vậy, Yên Khánh đã đạt so với yêu cầu đề ra của huyện nông thôn mới nâng cao. Toàn huyện có hơn 100 thôn xóm được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Những vùng quê với sức sống mới.